Nếu như tại Miami năm ngoái, sách kỷ lục Guinness đã xác lập kỷ lục trình diễn thời trang suốt 24 tiếng đồng hồ, thì tại Peru, kỷ lục này đã được xác lập mới cho sàn trình diễn thời trang có thời gian lâu nhất với 30 tiếng đồng hồ liên tục ạ. Kỷ lục được xác lập vào ngày 4 tháng 8 cho show trình diễn thời trang có thời gian lâu nhất. Các người mẫu thời trang tham gia đều tỏ ra rất hào hứng khi đặt mục tiêu xác lập kỷ lục này. Chúng tôi ở đây để cùng thực hiện show diễn thời trang 30 tiếng đồng hồ Gamara. Chúng tôi sẽ phá kỷ lục thế giới. Có 300 người mẫu và 12 thương hiệu thời trang của Peru tham gia. Tất cả đều là người Peru. Show diễn thời trang này được tổ chức bởi các doanh nhân sở hữu những thương hiệu thời trang và được điều hành bởi một đại diện của tổ chức sách kỷ lục Guinness. Điểm độc đáo là người mẫu chỉ mặc sản phẩm của các nhà thiết kế đến từ vùng thương mại Gamara của thành phố Lima, Peru. Gamara là ngôi nhà chung của ngành công nghiệp dệt may Lima, có hơn 10.000 doanh nhân và 17.000 cửa hàng tại 20 block nhà ở nơi này.